Chào mừng quý chị các bạn đang theo dõi cái bản tin cuối ngày, và hôm nay thì thị trường của chúng ta cũng đang có một cái sắc xanh ở VN Index và sắc đỏ ở VN30. Có lẽ các chị đã theo dõi cái bản tin vào cuối mỗi ngày thì các chị đã có thể cập nhật được cái kế hoạch mà dự kiến của chúng ta khi mà dòng tiền nó đổ vào Midcap, và trong đó thì cái rổ chỉ số VN30 Blue thì liên tiếp là hiện nay đang có cái xu hướng giảm, đúng không ạ? Trong cái video này, Lê sẽ làm cái bản tin ngắn nói về tổng quan về thị trường, cũng như chúng ta sẽ chú trọng hơn đối với cái nhóm ngành mà chúng ta phải để ý, như đó là nhóm ngành ngân hàng. Nhóm ngành ngân hàng bây giờ đang có một cái xu hướng là đang giảm, thì liệu là những cổ phiếu nào chúng ta có thể giữ được, và những cổ phiếu nào thì chúng ta nên cũng cần phải có những cái quyết đoán tránh cái trường hợp rủi ro. Ok, bây giờ thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào thị trường chung. Thì hôm nay thì cái tỷ lệ tăng điểm cũng 50-50 ở trên VN Index, số lượng cổ phiếu. Tuy nhiên ngày hôm nay số lượng cổ phiếu tím ở trên VN Index của chúng ta cũng khá nhiều, 17 mã này. Đó, ngược lại đối với chỉ số VN30 hôm nay có một cái động thái giảm điểm 9 điểm, gần 9 điểm, giảm 0,57, trong khi VN Index của chúng ta vẫn tăng điểm. Như vậy chúng ta có thể thấy nhóm ngành Midcap hiện nay đang có một cái sức bật lên rất là rõ ràng. Cái nhóm ngành Midcap và cái nhóm ngành mà cuối tuần vừa qua thì chúng ta đã có những cái nhận định dòng tiền sẽ luân chuyển sang. Tuy nhiên đối với cái nhóm ngành Midcap thì để mà các anh chị có thể đánh được những cái xu hướng mà nó ngược với là xu hướng của Blue ấy, thì chúng ta hết sức là phải là cẩn trọng, bởi vì những cái nhịp mà đánh ngắn nó thường là những cái nhịp nhịp mà kéo Midcap trong khi đẩy đi nhóm ngành Blue ấy, thì gần như là chúng ta sẽ gần như sẽ chỉ là một cái sóng ngắn, rất là sóng ngắn thôi. Bởi vì khi mà cái áp lực gia tăng lên cái nhóm chỉ số V Blue và nó bị giảm điểm mạnh á, thì rất là dễ dẫn tới cái việc đó là ảnh hưởng rất lớn đến cái tâm lý của cái nhóm ngành Midcap nữa. Do vậy nên là hiện nay cái nhóm ngành Midcap thì chúng ta cũng xác định để mà đầu tư đua đuổi, thì đua đuổi đặc biệt đuổi theo các cái cổ phiếu nó đã tăng dần đó, thì chúng ta cũng hết sức phải thận trọng. Còn lại là cái cố gắng vào những cái nhóm ngành Midcap đang mới tạo nền, mới tạo ra những cái cú breakout thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ngược lại ở đối với cái nhóm ngành như nhóm ngành Blue Chip này thì chúng ta sẽ theo dõi. Nếu mà nhóm ngành Blue Chip vẫn chỉ có những cái nhịp giảm điểm nhẹ dưới 1% cho đến tạo ra những cái tích lũy, thì có thể nói là vẫn chưa có một cái vấn đề gì ảnh hưởng lớn tới cái nhóm ngành Midcap ở bên VN Index. Ở đây ngày hôm nay chúng ta thấy là những cái nhóm ngành như cao su, bất động sản, ngân hàng thì có le lói giữa ACB và Vietcombank, khi mà ACB và Vietcombank, đặc biệt là ACB đang có cái đang khả năng được review vào quỹ VN, vào rổ chỉ số VN30 trong cái đợt lần này. Hiện nay cả GVR và ACB, đây là hai cổ phiếu ngày hôm nay tăng điểm. Và cái sự tăng điểm thì bên cạnh là những cái sự tăng điểm của nhóm ngành, thì của như nhóm ngành cao su ấy, thì GVR cũng đang có những cái sự ảnh hưởng tích cực khi mà được có thể được xem xét vào rổ chỉ số VN30. Còn đối với ACB thì hôm nay cũng như Vietcombank, hai cái nhóm ngành ngân hàng đang có những chiều hướng đi ngược lại so với các cái cổ phiếu khác, cùng với là có như HDB hôm nay cũng đang có cái chữ địa tăng này. Đó, thì nó cũng đang đi ngược lại. Còn ở một cái chiều hướng ngược lại thì chúng ta thấy là cái nhóm ngành ngân hàng đa số của chúng ta vẫn đang có những cái sự giảm điểm, đặc biệt giảm mạnh nhất là ông VPBank. Ông VPBank thì hiện nay cũng ngày hôm nay cũng có một số cái thông tin từ VPBank rồi SHB cũng đang có một số cái có thể xem xét lại cái việc là có cái việc mua bán không trung thực. Đó, thì cái này chưa có thông tin chính thống, thì hôm nay Thái Lê có nắm được qua cái thông tin đấy thôi. Đó, thì các anh chị chúng ta cũng sẽ lưu ý. Tuy nhiên thì VPBank hôm nay lại khối tự doanh lại mua vào khá là nhiều này. VPBank đó, VPBank thì ngày hôm nay mua vào 141 tỷ cơ. Đó, do vậy nên là cũng các cái thông tin thì chúng ta cũng sẽ thận trọng, và cơ bản là không biết là cái thông tin nó đến ở mức độ nào thôi. Một chiều hướng khác đấy là khối ngoại ngày hôm nay thì bắt đầu lại có xu hướng lại mua dòng trở lại 110 tỷ này, tập trung vào các cái nhóm ngành như VIX hôm nay mua này, nhóm của VIN hôm nay khối ngoại mua khá nhiều anh chị nha, VGE, VIX, VSM,
Bán thì có VPBank với ngoại bán này, KDH, MBB cũng bán. Còn các chiều hướng còn lại thì tập trung vào cái nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành bất động sản là thì hôm nay đang có cái lực mua khá tốt của từ cái khối ngoại. Lực mua khá tốt ở khối ngoại. Như vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ đi qua lại với đối với cái tình hình của thị trường nhá. Thì đối với tình hình thị trường như hiện nay có thể thấy là hiện nay VN Index của chúng ta cũng đang có những cái dư địa tăng khá là tốt, và đặc biệt là cái ngưỡng quan trọng nhất là đó là cái vùng 1375 cái ngưỡng rất là quan trọng này. Nếu mà VN Index của chúng ta tiếp tục phá được cái ngưỡng 1375 trong 1 tới 2 phiên tới thì Thái Lê đánh giá cái đà này nó vẫn đang còn dư địa tăng tích cực từ giờ cho đến khoảng tầm đầu tuần sau. Khoảng đầu tuần sau có thể có cái vùng giá đạt được nó là 1.000, trên 1.400 cộng trừ, nhưng mà đến cái vùng này thì có lẽ đây là một cái vùng mà Thái Lê đánh giá với mỗi cái chiều hướng tài sản như hiện nay, hầu hết các cái cổ phiếu mà đặc biệt là các cổ phiếu mà có tỷ lệ margin lớn á, đến thời điểm hiện nay hầu hết các công ty chứng khoán đều vượt trần rồi, đều vượt trần. Chúng ta phải hiểu đó, hai vấn đề có thể là cái tỷ lệ cho tiền cho vay margin ở các công ty chứng khoán của chúng ta vẫn còn, nhưng cái việc mà các cổ phiếu sau một thời gian tăng quá mạnh thì hiện nay đã chạm trần đó thì nó là bắt đầu rơi vào cái rủi ro của cổ phiếu, thì cái này thường thường ở tại các công ty chứng khoán thì nó có một bộ phận phân tích để đối với những cổ phiếu nào nó đã tăng quá dài và đã sử dụng vốn cái tỷ lệ margin khá cao thì sẽ cần thiết phải phanh lại khi nó chạm trần, khi nó chạm trần. Đấy, thì hầu như đoạn này nếu mà vượt được lên trên quanh cái vùng 1.400 thì Thái Lê đánh giá là khá là nhiều cổ phiếu sẽ chạm trần. Đấy, nên là cái việc hiện nay thì cái việc mà tăng vốn thì của các công ty chứng khoán thì cũng phải đến cuối tháng 6 và đầu tháng 7 bắt đầu mới có. Cuối tháng 6 đầu tháng 7 mới có. Cho vậy nên là ở cái thời điểm đấy chúng ta sẽ có thể an toàn hơn rất là nhiều. Nên những cái vùng mà bắt đầu bứt phá được lên ở đây thì Thái Lê đánh giá là chúng ta vẫn đầu tư nhưng mà luôn tỉnh táo. Một chiều hướng khác đối với là VN Index, VN Index không thể quên được, không thể bỏ qua được, đấy là VN Index anh chị nhé. VN Index của chúng ta thì hy vọng vẫn đang có một cái nền hỗ trợ ở quanh 1467 này, cách 20 điểm. Cách 20 điểm thì đây là một cái nền hỗ trợ trở lại. Mất đi lần nữa ở cái vùng nền hỗ trợ này thì có lẽ VN30 những nhóm cổ phiếu Blue chip của chúng ta thì sẽ rủi ro. Đương nhiên khi mà nhóm Blue chip nó giảm điểm mạnh thì min kép nó tăng cũng chật chật thôi, không thể kéo mạnh được. Nên là cái chỗ này chúng ta sẽ phải lưu ý, lưu tâm trong cái quá trình VN Index của chúng ta giảm điểm từ 87 mà về 67 thì nó vẫn đang có thể vẫn đang ổn định cho VN Index và các cái nhóm ngành min kép đang ở chân sóng và đang có những cái cú dòng tiền tập trung vào thì chúng ta vẫn yên tâm. Nhưng mà khi mà VN30 của chúng ta đã mất đi cái vùng 1465 đến 147 1465 thì chúng ta hết sức phải phải quan tâm nhá. Hết sức phải quan tâm bởi vì khi đấy cái ảnh hưởng của từ cái nhóm ngành blue chip sang cho mid cap nó cũng sẽ lớn. Thì khi đấy thời điểm đấy thì chúng ta khả năng các cái lãi như ở trên min kép của chúng ta cũng đang khá ổn thì chúng ta có thể bớt tỷ trọng là cái điều vô cùng quan trọng khi đấy. Còn đối với xét các cái chỉ số ngành, chúng ta sẽ xét đối với các chỉ số ngành nữa. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy là đối với cái nhóm ngành thì có thể nói là đánh giá qua thì Thái Lê vẫn thấy cái xu hướng vẫn đang khá là tích cực, đang khá là tích cực. Thì ở đây năng lượng cũng đang có sự trỗi dậy này sau cái đà giảm mạnh này. Ngân hàng thì hiện nay Thái Lê đánh giá là xấu nhất, ngân hàng hiện nay là xấu nhất này, hiện nay đang xấu nhất và cái khả năng cái tích lũy này thì vô cùng là rủi ro. Cái khả năng cái tỷ lệ giảm điểm của ngân hàng từ 267 mà về 243 nó hơn 10%, trong khi đó một cái tỷ suất sinh lời của nó chỉ rơi vào lên để ở vùng 28 đó, thì nó là một cái tỷ lệ 13, tỷ lệ lột 13 cho cái hiệu quả của đầu tư. Thì các anh chị chúng ta phải lưu ý đối với cái đầu tư nhóm banh thời điểm hiện nay, tốt nhất là chúng ta hạ bớt tỷ trọng thì an toàn hơn rất là nhiều. Các cái nhóm ngành khác ca cũng bắt đầu vượt được cái kháng cự này, ô tô này. Hóa chất ngày hôm nay có thể là một cái cổ phiếu
nhóm cổ phiếu rất là tốt này, tiếp tục bứt tốc lên. Thì như vậy thì đối với cái hóa chất các anh chị yên tâm và tiếp tục nắm giữ, hóa chất là khá là tốt này, truyền thông xây dựng vật liệu này cũng có cái sự hồi phục, tuy nhiên là có ngưỡng cản ở đây rồi. Do vậy là cái phiên ngày mai có tiếp tục với những cái đà tăng lên trung bình khoảng tầm 2-3% là các anh chị có thể ưu tiên là bớt tỷ trọng được rồi. Đối với nhóm đồ uống cũng đang có cái sự cạn điện thì chúng ta vẫn chưa có thấy được cái sự tích cực. Điều khiển này, thiết bị điện tử, tài chính tổng hợp, mà không biết tài chính tổng hợp này là ông này ông liên quan đến gì. Sản xuất thực phẩm cũng đang dư địa tăng các chị nhá, nên là đối với nhóm ngành thực phẩm này chúng ta cũng thấy là đang có sự an toàn. Bảo hiểm, cơ khí chế tạo máy, thiết bị dược, cái nhóm ngành dược thì hiện nay đang có những sự điều chỉnh hỗ trợ. Như vậy thì đối với cái nhóm ngành dược thì chúng ta vẫn có thể là mua gom được những cái vùng này cũng ok. Nhóm ngành dược thì các chị lưu ý là những cái doanh nghiệp nào mà nó có cái lợi thế về vaccine được nằm trong một trong 36 doanh nghiệp mà được xuất nhập khẩu vaccine thì nó sẽ được hưởng lợi cái đoạn này. Kim loại thì chúng ta cũng đang thấy có sự tích lũy, chưa có nhiều cái đột biến. Nhóm ngành khai khoáng này hôm nay cũng đang có tiếp tục cái sự đà tăng, các anh chị tiếp tục nắm giữ được tốt này. Đồ dùng cá nhân cũng không có gì. Dầu khí, dầu khí thì hiện nay sau cái nhịp hồi phục vẫn đang giữ trong một cái đà tăng. Thì đối với nhóm ngành dầu khí thì các anh chị có thể kỳ vọng trở lại cái vùng đỉnh cũ như ở đây thôi, khoảng tầm 5-6% nữa, 5-6% cho cái nhóm ngành sản xuất dầu khí ấy. Bất động sản, ngoài bất động sản đang giữ một cái đà tăng này thì bất động sản thì chúng ta thấy là nó có cái hưởng lợi, nó đang có cái sự ảnh hưởng chi phối của nhóm Vin khá là cao. Thì ở đây thì chúng ta vẫn đang yên tâm nắm giữ cho cái nhóm ngành bất động sản đó. Thì đảo qua một số cái nhóm ngành như vậy, đảo qua thì chúng ta thấy như vậy. Vận tải và kho bãi này, hiện nay thì cái việc vận tải, đặc biệt là vận tải đường biển đang rất là tích cực, nên đối với cái nhóm ngành này thì các anh chị lưu ý chúng ta có các cái điểm mua. Hiện nay nếu mà đuổi nữa là sẽ không an toàn đâu. Đối với nhóm ngành vận tải kho bãi này thì đã lên đánh giá là cùng lắm là phiên ngày mai nữa là bắt đầu nó sẽ tạo ra một cái cú điều chỉnh đó. Do vậy nên là các anh chị có thể cân nhắc đối với cái nhóm ngành vận tải kho bãi, các cái nhịp điều chỉnh thì chúng ta sẽ vào khá là tốt. Nhóm ngành hàng không có đang sự hồi phục nhẹ thôi, cũng đang có một cái sự tách kiếm khá là xấu, có thể khiến cho ngành hàng không lại tiếp tục có cái sự điều chỉnh. Đó, thì ở đấy là một số cái nhóm ngành mà các chị có thể quan tâm được, lưu ý nhất là đối với cái nhóm ngành ngân hàng các chị nhá. Đối với nhóm ngành ngân hàng thì Thái Lê đánh giá là nó khá là, chúng ta sẽ dễ là xảy ra những cái sự rủi ro ở đối với nhóm ngành ngân hàng này. Cái tỷ suất sinh lời của chúng ta không cao. Rồi bây giờ thì có một số cái cổ phiếu đặc trưng của những ngày hôm nay như IDC, IDC bất động sản khu công nghiệp này, từ ngày hôm qua thì Thái Lê cũng có nhắc anh chị, nếu mà ngày hôm nay mở cửa lên mà nó không trỗi dậy được trên được cái vùng 36.6 thì khá là xấu, nghĩa là cái việc mà cái dư địa của cái ông 62 triệu cổ phiếu còn lại bán thỏa thuận thì nó còn chưa biết được ở cái vùng giá nào. Thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có cái câu trả lời khi mà cái việc mà đạp vào ngày hôm qua mục đích là để hôm nay bán thỏa thuận ở cái vùng giá 32.5 đúng không ạ? Đó, thì ngày hôm qua nó phải đạp về được cái vùng 37.1 đóng cửa 35.9 thì ngày hôm qua bắt ngày hôm nay mới có cái giá thỏa thuận ở cái giá ở 31.5 là gần như sàn luôn ấy. Đó thì 32.5 thì hôm nay thì chúng ta thấy là sáng hôm nay thì nó đã thỏa thuận sang tay rất là nhanh rồi, không biết ông nào là chủ mới, chắc là khoảng 2 ngày nữa thì chúng ta biết. Thì cuối phiên sang chiều hóa thì chúng ta thấy cái hiệu ứng mà thỏa thuận xong cái là mọi nhà đầu tư đều đã đặt cái niềm tin ngay lập tức và đã mua bùng lên rất tốt, và cuối phiên vẫn tăng trần dư trần đến mấy triệu cổ. Thì hiện nay như IDC cũng đang khá là tốt này. Rồi
Một số cái cổ phiếu khác mà ITB hôm nay cũng khuyến nghị cho các chị mua vào, khuyến nghị các chị mua vào thì Thái Lê sẽ kiểm tra. Thứ nhất đó là hôm nay khuyến nghị các chị mua vào cái cổ phiếu AAA, nhựa An Phát Xanh đó, thì hôm nay cũng có một cái khối lượng tăng rất là tốt này, bứt phá này, thì khi mà nó bứt phá qua được cái vùng 16.5 thì bên ITB cũng đã có khuyến nghị cho các chị mua vào ngay đối với AAA, khá là kịp thời. Rồi một cái cổ phiếu nữa đấy là cao su Đà Nẵng. Ông cao su Đà Nẵng này thì ông ấy có cái hưởng lợi cái đợt vừa rồi ông có tung ra cái sản phẩm mới của cái lốp xe đó, thì chứ nó không phải là ăn theo cái tăng của giá cao su đâu nhá. Thì hiện nay DLC cũng là một cái cổ phiếu mà đang có sau một thời gian tích lũy rất là dài thì có một cái sự bật hồi phục. Hiện nay cái dư mua của ông DLC trong phiên chiều này cũng khá là cao. Thì DLC các chị vẫn có thể đua đuổi được, ôm được những cái cổ phiếu này. Thì đấy là hai cái mã mà hôm nay ITB còn khuyến nghị các chị mua mới được. Còn lại hầu hết là chúng ta cũng đều đã có các cái điểm mua từ tuần trước. Hiện nay trong cái nhóm ngành vận tải có cái Gimandep đang có cái sự điều chỉnh này, thì chúng ta cũng có thể chờ đợi dưới cái vùng giá, quanh cái vùng giá đặc biệt dưới khoảng 41, quanh 41 là mua đẹp ạ, thì chúng ta cũng có thể lưu ý được. Rồi ok, thì đấy là một số cái điểm mua mà hôm nay các anh chị có thể quan tâm được. Rồi các anh chị trong quá trình tham gia đầu tư nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với Thái Lê theo số điện thoại ở trên đây. Rồi chúc các anh chị nhà đầu tư có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.